dự thi của các bé trường mầm non Hoa Hồng. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có tựa đề Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To, do tốp ca nam nữ cùng tốp múa biểu diễn.
với một vở kịch được chuyển thể từ một tác phẩm văn học trong chương trình giáo dục mầm non của các bé. Vở kịch được mang tên Dê Con Nhanh Trí với các vai diễn bé Minh Nhật trong vai chó sói. Ta là sói xám đây, dê con hãy đợi đấy. Bé Tuệ Minh trong vai dê mẹ. La 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 la. Dê con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về rồi. La 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 la. Bé Minh Trung trong vai dê con. À, mẹ đã về, mẹ đã về. Sau đây, vở kịch xin được bắt đầu. Trong khu rừng này có rất nhiều con chó sói đấy. Dạ, thưa mẹ, con nhớ rồi ạ. Khi mẹ đi vắng, nếu con nào mở cửa thì chó sói sẽ ăn thịt con đấy. Lúc nào mẹ về, con hãy mở cửa cho mẹ vào. Lúc nào mẹ về, làm thế nào con biết mà mở cửa? Con của mẹ thông minh lắm. Sói là một loài vật rất tinh ranh. Lên khi nào mẹ về, mẹ sẽ gọi. Dê con cứng của mẹ, con chó sói hung ác, hãy đuổi cổ nó để mở cửa ngay cho mẹ. Thì lúc đó con hãy mở cửa cho mẹ vào. Dạ, thưa mẹ, con nhớ rồi ạ. Thôi, mẹ đi nhé. Vâng ạ. Của dê mẹ dặn dê con trước khi đi chợ rồi, để ta nhắc lại xem nào. Dê con cứng của mẹ, con chó sói hung ác, hãy đuổi cổ nó đi mở cửa ngay cho mẹ. Ha ha ha. Ủa sao kỳ vậy, nó còn dám gọi ta là hung ác. Để xem con của ngươi có thoát khỏi tay ta không. Ai đấy? Ta đây chứ ai. Ta thì ta, ta là mẹ của con đây, mà không nhớ sao? Mẹ đây à? Ừ, mẹ đây. Nhưng sao hay giọng mẹ nghe lạ quá. Ừ, thì lại lúc nãy ta đi mắc một cơn mưa nên giọng hàn thế này con ạ. À, con ơi, mở cửa cho mẹ nhanh lên nào. Phải mẹ rồi. À, chính là mẹ của con đây. Con nghe này, dê con cứng của mẹ, con chó sói hung ác, hãy đuổi cổ nó đi mở cửa ngay cho mẹ. Đó, con đã nghe thấy giọng của ta chưa nào? Con ơi, mở cửa cho mẹ nhanh lên nào. Ông ơi, ông cứng phải là mẹ của tôi. Ông chính là mẹ của con đây. Ồ, sao lộn nữa rồi. Ta chính là mẹ của con đây. Nếu là mẹ, chắc tay, tay trắng của mẹ đâu? Xem đây à. Đây nè, coi đi. Cái con dê
em bị bệnh rồi, rửa tay của chúng tôi đã không có cảm giác trên đầu của bố mẹ nó đâu. À, ngực đôi trắng đây rồi, khăn che đầu đây rồi, ha ha ha. Thông minh bằng ta đã trở thành một con dê mẹ hiền lành, tay trắng nón mà lại còn cả khăn che đầu nữa. Bây giờ thì hãy gõ cửa ngay thôi, kẻo mẹ nó về. Dê con cứng của mẹ, con chó sói hung ác phải đuổi cổ lơ đi. Mở cửa ngay cho mẹ. Ai đấy? Ta đây chứ ai? Ta thì ta, ta là mẹ của con đây, mà không nhớ sao? Tay trắng của mẹ đâu? Khăn che đầu của mẹ đâu? Tay trắng của mẹ đây, khăn che đầu của mẹ đây. Con đã thấy chưa? Con còn lo sợ gì nữa? Mở cửa cho mẹ nhanh lên. Nhanh lên nào. Ây, đâu, mở cửa, cái con sẽ chết tiệt kia. Không mở, cho người chết. À, cái con sói này, dám bắt nạt con của ta. Ây, đâu, cho tôi. Tha cho tôi. Sao, đừng có mà lừa gạt con ta nữa nhé. Dê con cứng của mẹ, con chó sói hung ác hãy đuổi cổ nó đi. Mở cửa ngay cho mẹ. À, đúng là giọng của mẹ rồi. À, mẹ đã về. Mẹ ơi, con chó sói đánh lừa con nhưng con không mở cửa. Mẹ thông minh, con của mẹ ngoan lắm, thông minh lắm. Mà mẹ có quà cho con đây. Con cảm ơn mẹ. À, tiếp theo chương trình là tiết mục múa Nổ Trống Lên Các Bạn Ơi do tốt múa biểu diễn. Tôi bé ông con xinh được trăng con, nằm mười xuống biển làm
trường mầm non Hoa Hồng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn những tràng pháo tay cổ vũ của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.